Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học lập trình Angular tại trung tâm đào tạo tin học khoa Phạm. Thì ở trong bài trước chúng ta đã xây dựng lên một cái form để người dùng nhập liệu, tạm gọi là cái form đi ha. Có hai cái input và một cái button thì chúng ta cũng có thể handle được những cái giá trị mà người dùng nhập vào thông qua cái form này. Tuy nhiên với nhiều trường hợp thì chúng ta có nhiều cái input hơn và bài toán nó sẽ phức tạp hơn. Đôi lúc thì chúng ta cần những công cụ hỗ trợ tốt hơn để chúng ta tạo form. Cho nên chúng ta sẽ tìm hiểu việc sử dụng Angular Form ở trong ví dụ này thay vì sử dụng những cái binding thông thường. Thì các bạn có thể tìm hiểu ở trong document của Angular về Form, chúng ta vào Fundamental và Forms thì chúng ta sẽ thấy là ở đây chúng ta có hai cái loại form, thứ nhất là Template Driven Form và thứ hai là Reactive Form. Thì ở trong video này chúng ta tạm thời sẽ tìm hiểu về cái Template Driven Form trước. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về Reactive Form sau. Và chúng ta sẽ so sánh hai kiểu form này sau khi mà đã tìm hiểu xong cả hai loại rồi ha. Thì với cái Template Driven Form này, chúng ta sẽ xây dựng các form chủ yếu thông qua việc làm việc với cái template là chính. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái hình ảnh nha. Các bạn sẽ thấy là cách để chúng ta xây dựng một cái Template Driven Form nó như thế nào. Thì đây là cái form của chúng ta ở trong phần template. Các bạn sẽ chú ý những điểm sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ bao những cái control của chúng ta lại ở trong một cái thẻ form. Đây các bạn thấy là có một thẻ form nó bao lại này. Tiếp theo là chúng ta không cần phải có cái on click ở trong cái button submit nữa. Khi mà chúng ta ấn submit thì nó sẽ thực hiện cái event submit ở đây. Đó, thay vì là bind vào click thì chúng ta bind vào submit ở trong form. Đó. Tất cả các cái input thì nó đều có ng model đúng không ạ? Có thể nó không gắn cho một cái biến nào cả nhưng mà phải có ng model. Và nếu mà các bạn sử dụng ng model á, ở trong một cái form thì bắt buộc các bạn phải có một trường là trường name, một cái thuộc tính name. Còn không thì chúng ta cũng có một cái cách khác, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ phải có biến name ở đây. Chút nữa làm thì các bạn sẽ thấy ha. Rồi chúng ta còn một cái điểm chú ý nữa cuối cùng, đó là ở đây tất cả các cái form ở trong Angular thì nó đều được apply, tức là nó đều được gắn một cái directive là ng form, nên các bạn không cần phải khai báo. Và đây chúng ta có thể khai báo một cái biến template variable và chúng ta gắn vào trong cái directive đó để chúng ta lấy ra các cái giá trị trong cái instance của directive để chúng ta sử dụng, thăng form size in chẳng hạn thì bằng ng form. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm từng bước ha các bạn. Rồi, bây giờ bước thứ nhất là mình sẽ bao những cái control của mình trong một cái thẻ form. Thì bây giờ mình sẽ gõ là form. Đúng không? Và dưới này thì mình sẽ bao cái thẻ form lại. Rồi, mình tab xuống này. Và mình lưu lại. Chỉ đến đây thôi thì các bạn sẽ thấy là ở đây trang web của ta nó sẽ báo lỗi impact này. Và các bạn ấn vào console. Các bạn thấy không? Error này. Nó bảo là nếu mà một cái ng model á, mà được sử dụng trong một cái form tag thì các bạn cần phải có cái name attribute, tức là cái thuộc tính name, hoặc là các bạn thêm cái ng model option vào. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cách là chúng ta thêm cái thuộc tính name vào cho nó. Thì ở đây mình sẽ có dụ name mình bằng email chẳng hạn. Và name thì mình bằng password. Rồi mình lưu lại. Các bạn sẽ thấy là ok, ở đây nó hết báo lỗi rồi, đúng không ạ? Tiếp tục này, thì nếu bây giờ mình ấn submit, ví dụ mình gõ vào ha. Mật khẩu mình đặt 123 đi và ấn submit thì ok, các bạn vẫn thấy là nó có thể hiển thị ra được những cái gì mình viết vào trong này, nhưng mà thường thì chúng ta sẽ không làm như vậy. Thay vì việc mình gắn sự kiện on click ở đây thì mình sẽ gắn sự kiện on submit thay vì sự kiện click nha các bạn. Submit. Rồi. Đây mới là cách chuyên nghiệp hơn đúng không ạ? Mình lưu lại. Rồi, bây giờ mình nhập này. Và đây mình nhập 123 nhé và mình ấn submit. Thì các bạn thấy là nó vẫn hiển thị ra đúng không? Tuy nhiên chúng ta không cần phải gắn sự kiện click cho button submit. Khi mà bạn click vào một cái button ở dưới cái form thì nó sẽ tự động submit. Vấn đề tiếp theo của chúng ta đó là làm sao để chúng ta có thể thu thập được dữ liệu của form tự động, thay vì việc là chúng ta phải gắn cho từng cái biến ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ thêm cái template variable, ví dụ mình đặt là
form size in hả? Và mình bằng cái ng form. Thì ng form nó là một cái directive và nó tự động thêm cho tất cả các thể form, cho nên các bạn không cần phải khai báo có ng form thì nó đã có rồi nha. Bạn chỉ cần viết như này thôi. Và như vậy ở đây chúng ta có thể truyền vào cái form sign in. Rồi. Khi gọi submit thì mình truyền vào cái form sign in, như vậy ở đây mình sẽ khai báo một cái biến để nó, mình đặt tên là form sign in luôn và mình chỉ log ra cái form sign in này thôi. Mình lưu lại. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhập text nha. Và 123 này ấn submit. Các bạn thấy là ở đây nó log ra một cái object thuộc kiểu ng form và trong nó có rất nhiều thuộc tính. Các bạn mở ra này. Đó. Thì cái thuộc tính đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm đến đó là thuộc tính control này. Các bạn click vào, à control là một cái object và trong đó các bạn thấy có email và password là từng cái form control, đúng không ạ? Nó thuộc class form control. Tiếp theo chúng ta quan tâm đến thuộc tính nữa, đó là thuộc tính value. Thì các bạn mở ra, à, chúng ta thấy nó là một cái object và mở ra nó là email và password ở đây. Như vậy thì ví dụ các bạn muốn submit cái form này lên trên một cái server nào đó, PHP, ASP, Node.js, thì lúc đó chúng ta sẽ chỉ cần submit cái value của nó thôi, ví dụ như thế này, và mình lưu lại nhé. Rồi, và mật khẩu mình đặt 123, ấn submit. Các bạn sẽ thấy à, đây chính là cái giá trị form của chúng ta. Rồi, mình xin dừng video này tại đây. Ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với các cái xử lý và những cái thuộc tính cao hơn ở trong cái ng form. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.